Sau đó ít phút, Chelsea Brothers có bàn rút ngắn tỷ số. Nhưng sau đó ít phút, Chelsea we'll be right back.
bằng chân trái, bóng đá bay vào góc xa của khung thành. Công Vinh quá tuyệt vời của Công Vinh, mà được chứng khắc bàn thắng của mình tại giải vô địch quốc gia năm 2012. Rất khó, cú đá phạt rất khó và đánh bại được thủ thành Biểu Ngọc. Thủ thành cũng đáp. Panza cũng đã vươn lên bàn thành tích với Abbas, Antonio Carlos và Công Vinh. Các quý vị, như vậy là bàn thắng thứ ba cho Sông Lam Nghệ An. Tình huống cố định và các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã có được bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Như vậy là bàn thắng được ghi do công của Công Vinh.